Shopee của Bác Công Nghệ có bán đầy đủ các dòng điện thoại mới nhất thị trường: Xiaomi Redmi Turbo 3, Redmi K70 Series, IQ Z9, Z9 Turbo, máy tính bảng, gaming phone và phụ kiện điện thoại như kiểu củ cáp sạc của Realme, Xiaomi 120W, 33W, 80W, loại nào cũng có. Các bạn hãy lên Shopee của Bác Công Nghệ ấn theo dõi để cập nhật các thông tin mới nhất nha. Lại là một video nữa về chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Turbo 3. Sau cái video lần trước ấy, mình đã up cái ROM Poco F6 cho em Redmi Turbo 3 rồi. Ok, và hôm nay ấy, mình sẽ thử trải nghiệm cái ROM Hyper Eli ở trên em Redmi Turbo 3 này. Về cái cách cài ROM và đường link ROM ấy thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Bắt đầu video thôi. Cái phiên bản ROM mà em máy này đang sử dụng ấy, đó là Eli HyperOS phiên bản là 1.0.13. Thì cái phiên bản ROM này ấy, được phát triển dựa trên cái bản ROM gốc Trung Quốc thôi, chứ không có gì mới cả. Tuy nhiên ấy, cái phiên bản ROM Hyper Eli này nó sẽ cho chúng ta thêm một số tính năng khác nha. Ở trong phần cài đặt ấy, thì chúng ta sẽ có cái phần tùy chỉnh Eli này. Và ngoài cái phiên bản Hyper Eli mà miễn phí này ấy, thì chúng ta sẽ còn có cả phiên bản trả phí nha. Nhưng mà chủ yếu tất cả những cái video mình làm ấy, đều là những cái phiên bản ROM ngon bổ rẻ mà, cho nên là mình sẽ không trải nghiệm cái phiên bản ROM trả phí kia nha. Mày đừng có bốc quét. Đầu tiên mình sẽ sâu qua cho các bạn xem này. Thì cái phiên bản ROM Hyper Eli này nó vẫn dính một số cái app Trung Quốc, ví dụ như cái app thời tiết này và một số những cái app quét các thứ, nó vẫn hơi dính một xíu về tiếng Trung Quốc nha, chứ nó không hoàn toàn là Việt hóa 100% đâu. Cái này rất nhiều tiếng Trung Quốc luôn, nhưng mà chúng ta cũng có thể fix cái vấn đề này một cách rất dễ dàng thôi. Ví dụ như cái app lịch này thì chúng ta chỉ cần việc click vào đây và ấn cài đặt này, chúng ta ấn tài khoản lịch này và chúng ta click vào cái lịch Việt ngày lễ Việt Nam thôi nha. Đó, sau khi mà click xong ấy thì những cái tiếng Trung Quốc ở trong này nó sẽ biến mất. Nhưng mà rất tiếc rằng cái biểu tượng ứng dụng nó vẫn có tiếng Trung Quốc các bạn ạ. Thì đầu tiên mình sẽ sơ qua cho các bạn cái điểm số AnTuTu của em Redmi Turbo 3 mà chạy ROM Hyper Eli này nhá. Cái điểm số ấy thì em nó cũng giống hệt so với trong gốc luôn, hơn 1.443.000 điểm, một điểm số khá là cao đúng không nào. Và trong quá trình đo ấy thì mình rất là ngạc nhiên luôn, bởi vì em máy này rất là mát mẻ. Nhiệt độ ấy thì chỉ tăng từ 33 độ C lên tới 42,4 độ C thôi. Và sau khi mà lên đỉnh max rồi ấy thì nhiệt độ lại có phần hơi giảm xuống một xíu ở cuối bài test, xuống chỉ còn 42 độ này, tức là giảm 0,4 độ đấy các bạn ạ. Và phần trăm pin ấy thì chỉ giảm 7% thôi. Cái con số này ấy thì nó khá là ok đấy các bạn ạ, bởi vì khi mình test AnTuTu ở trên ROM EU hoặc là ROM TN ấy thì mình thấy rằng cái phần trăm pin nó giảm hơi bị nhiều so với cái phần nhiệt độ nó tăng. Chúng ta sẽ vào cái phần tùy chỉnh Eli này, thì cái phiên bản trả phí này nó sẽ có rất nhiều những cái tính năng luôn. Này, vô số luôn này. Rất nhiều tính năng của phiên bản trả phí luôn các bạn ạ. Còn mình thì mình nghèo mà, cho nên mình chỉ dùng phiên bản miễn phí thôi. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng thêm nha. Khóa tần số quét này có nghĩa là đồng bộ tần số quét trên mọi ứng dụng nhá. Thì tức là khi mà các bạn chơi game này, hoặc là khi mà các bạn làm bất kỳ một cái tính năng gì ấy, thì cái tần số quét của các bạn nó sẽ được điều chỉnh dựa theo cái ứng dụng này. Nhưng mà khi chúng ta bật cái tính năng này lên ấy, thì tất cả mọi nơi cái tần số quét nó luôn được đồng bộ nha. Ví dụ mình đang ở bên ngoài này, tần số quét là 120Hz nha. Và sau đó mình vào Genshin Impact thì cái tần số quét màn hình ấy nó vẫn ở 120, chứ nó không có bị giảm xuống 60 như bình thường nha. Các tính năng tiếp theo này, màu icon thông báo, cái mục này mình thấy rằng nó cũng hơi vô dụng một xíu này. Tài khoản Xiaomi ở trên cùng đấy. Thì đối với những con máy mà chạy ROM HyperOS ấy, thì ở phần mục đầu tiên ấy nó sẽ là đăng nhập vào tài khoản Mi này. Nhưng mà những con máy Xiaomi mà chạy ROM Poco ấy thì chúng ta sẽ không có cái tài khoản Mi ở trên cùng đâu. Này, khi mình tắt đi này. Đấy, sau khi mình tắt đi ấy, thì nó sẽ biến mất này. Cái tính năng mình thấy rất là hay ở trên cái phiên bản ROM Hyper Eli này là chúng ta có thể chọn được cái server của cái Theme Store nhá. Ví dụ này, mình đang để cái server chủ đề của Theme Store ấy, là ở phiên bản server quốc tế. Thì sau khi mà chúng ta vào ứng dụng chủ đề này thì nó sẽ vào cái server quốc tế của cái Theme Store này. Còn sau khi mà mình đổi từ cái server quốc tế sang server Trung Quốc ấy thì cái Theme Store chắc chắn là nó sẽ reset lại sang server Trung Quốc thôi. Đây này, sang tiếng Trung rồi nha. Ngoài server quốc tế và server Trung Quốc ra thì chúng ta còn có Ấn Độ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức này, khá là hay đúng không nào. Còn những cái tính năng như cả số cột trong thư mục này, number notification icon, hay là nó là tính năng trong cái launcher rồi, mình sẽ không bàn thêm nha. Ok, và đối với ứng dụng VNEID ấy thì chúng ta vẫn sẽ không vào được nha. Theo như cái cập nhật của mình mới nhất hiện nay ấy, thì cái ROM Hyper TN bản 2.5 ấy thì đã có thể sửa được cái lỗi là không vào được VNEID rồi. Còn đối với những cái bản ROM khác như kiểu là TN 2.4, ROM EU hoặc là cái ROM Hyper Eli này ấy, chúng ta đều không thể vào được ứng dụng VNEID này. Cho nên là khi mà các bạn muốn sử dụng cái ứng dụng này ấy, thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng ROM VS có mức phí và ROM TN 2.5 nha.
Ok, và mình cũng đã test qua thông báo ở trên cái phiên bản ROM Hyper E-Line này rồi đấy. Thì tất cả những cái ứng dụng như kiểu Zalo, Facebook, Messenger, Gmail ấy thì em nó đều nhận thông báo một cách rất là nhanh nha. Và tất cả trường hợp mình test ấy thì đều là tắt auto start, tắt đa nhiệm nha. Đối với cả Zalo ấy thì nó lên không chậm một giây nào luôn. Đối với Messenger, Facebook ấy thì nó cũng giống như cái phiên bản ROM Poco F6 thôi. Nó hơi chậm một chút nhưng mà nó sẽ không hề miss. Đây là một cái tin cực kỳ là vui cho những cái bạn mà sử dụng ROM Hyper E-Line ấy. Ok, bởi vì nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, chúng ta vào cho mình một like, một share, một subscribe để mình dẫn những video tiếp theo hay hơn nha. Tạm biệt các bạn.